Kim chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Và bây giờ thì Kim với lại cái chị Việt Nam á, mọi người phụ giúp cho ba mẹ nuôi là đi mua thịt bò với lại hem để về chiên ăn nữa nha mọi người. Đây. Rồi bây giờ mình đi xem cho chị mua nha. Nhiều lắm luôn thấy không? Nè, bao nhiêu hả chị? 20.000 à. Ở đây không có bán thịt bò, chợ có bán thịt bò không nghe thấy không? Ừ. Đi. Không ăn gì chị lấy thẻ chị cho cái con. Mọi người thấy Kim sướng rồi mọi người. Ở Việt Nam thì có mẹ vô, qua bên đây thì có mẹ với có chị vô. Thôi ăn cái gì đó cho coi đi, cái câu đó cái gì mà cưng cưng thích đó. Trời ơi. Nhìn đó, chúng rồi đó. Ăn nhiều lắm. Thì thích cái bánh rồi đó, cái này bì rồi, thích chị lấy đi. Ăn không được. Lấy mai mốt ăn, cái kia thích mẹ ăn. Để cưng lo, lấy cưng cưng mẹ ngờ lo lắm. Lấy đi. Nè. Thì hem thì xúc xích thì hem đó. Chị kêu hem còn chiên chiên cho nó biết lắm. Cái đó. Cái đó chiên 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 nên ăn cũng ngon, nhưng mà cái này chắc chị nghĩ cũng tốt. Cái nhỏ nhỏ thôi, lớn quá trời ngán. Mấy cái này là nhỏ, lớn lớn quá trời mình ăn nó ngán. Mấy cái này cự chứ. Cái này nó tới 2 cục, hiểu không? Cái này nó có một cục à. Thì mày lấy 2 cục đi rồi mà ăn không hết thì mai mốt ăn. Có thì đâu sợ là trời. Được chưa? Được rồi. Ăn dữ không? Ừ. Ăn cái vàng vàng đó không? Cái vàng vàng đó đó. Cái vàng vàng đó ăn không? Thế hả? Thế. Cái này là thanh cua. Thì đó hỏi. Bởi vì chị hỏi ăn không? Chị không biết cái gì nhưng mà không ăn. Ừ là trời. Sống ở hàng mấy chục năm mà không biết cái đó là cái gì. Rồi còn gì nữa không? Ăn mì ăn gì không? Bánh kìa. Bánh mì mình cho ăn cái gì? Bánh ở nhà ma quá trời luôn á. Mì rồi ăn không? Ừ, mì ở nhà trời ơi, 2 thùng ở bên nhà kho luôn á. Nhiều lắm. Thì còn. Mấy cái bánh đó, thì còn có bánh gì đây nè? Wow, rất là đắt luôn. Cái này rau mất. Chỉ cần đặt thôi. À, nè. Cười đi. Cười đi, chỉ cần xa miên. Ừ. Chơi nhớt mọi người. Mà anh đi phần này. Bye bye. Bye bye. Tháng này ở bên đây rất là mắc luôn á mọi người. Đó, bây giờ mình đi về nhà. Yeah. Rau mà nó mắc ghê hả chị ha? Rau mùa này mà có ớt, ớt còn biết nhiêu ký không? Ớt 10.000 ký đó. Trời ơi, ghê gì? Ớt xanh mình ăn ớt. Ừ. Nói chung bây giờ cái gì cũng mắc chứ không có riêng gì ớt đâu. Yeah. Nói chung là toàn bộ cái gì đó cũng mắc. Không riêng gì một món, tất cả món đều lên hết mà. Vậy chứ hồi xưa chị mua khăn giấy chị xài bịch 3 hộp có 4.000 mà giờ lên 5.900 đó. Cái gì nó không lên, giấy vệ sinh nó còn lên mà. Cái gì cũng lên.
tiền lương thì như như gùa bò mà tiền xài như thỏ nào cũng đẹp đó, cũng như mình vặn ngày chưa tới 100.000 nữa. Mà cưng đi chợ hơi trăm ngoài 200.000. Rồi đây Kim về tới nhà rồi nè mọi người. Mình đi vô. Rồi bây giờ thì Kim làm nha mọi người, một tí xíu nữa mới được ăn. Trời ơi, chị mà chợ này bà dẹp hết trơn luôn hả? Tại vì bà tính không có khách nè. Miệng quá mọi người, không chịu nổi luôn. Đó, anh em gia vị rồi xong xuôi hết rồi. Bây giờ mình bỏ mì vô nữa. Đây là mì nè mọi người. Đó. Mình sẽ để nước sôi rồi mình bỏ mì vô. Xong rồi mình sẽ đợi cho nó sôi 2-3 dạo. Rồi mình đem lên cho khách. Rồi bây giờ là ăn thịt nướng nha mọi người. Được, mép ở ngoài đây nè chị. Được. Cái mép bên kia kìa, đừng có bỏ cái mép bên đây, nó chảy dầu. Đó, Kim không ăn được thịt heo thì Kim ăn xúc xích heo. Anio, chưa nói là anh một cô. Anh mong đẹp. Quá xá là ngon. Ủa đây mà anh mong đúng không? À, xá. Anh em mà anh em mong. Đi gọi ủa đây mà anh mong. Anh mong rồi, anh mong rồi. Anh mong rồi, anh mong rồi.
오랜만에 만나는 거 오해 우리 같이 이거 봐. 두 병만 먹어, 많이 먹어. 아니 이거 한 병만 먹을까? 안 먹어. 너 안 먹어? 아이 안 먹어. 링 먹어 안 되지. 나 링 만잖아요. 링 먹어 안 돼. 한 잔은 투자요. 안 돼. 목이 안 먹어. 사장님이. 사모님도 안 돼. 그렇게 주무시라고 하는 거야. 내 눈 닫아. Ở đây bên đây nó cắt bằng máy hả chị? Cắt bằng da. Bà nó cắt bằng da. Thấy gì nữa? Quên đấy. Cắt bằng da. 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 사장님이 한 거 냈다고? 안 매운 게 어쩌다 매운 게 있어. 삼겹살은 여럿이 먹어야 할 거 있어? 그치? 아우 너무 먹으란 작가나 사모님 가져가. 응? 고기 많이 넣어 잘 나왔어. 요런식 안 먹으려면 이거 안 또 골라 먹어. 아니 엄마 밥하면 아니 요런 안 먹으려면 이거 먹으라고. 아. 내가 지금 안 봤다 했구나. Rồi đây mọi người, sau khi ăn thì Kim đã dọn dẹp và tắm rửa xong rồi. Thì bây giờ thì Kim chúc tất cả mọi người ngủ ngon nha. Và Kim thì bây giờ Kim đi ngủ đây và sáng mai Kim sẽ đi làm nha mọi người. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye.